Bác ạ. À. Vào nhà đi. Thế nào? Đèn chẳng... quá bác ạ. À. Rõ ràng hôm qua em bạch thủ 43. À. Thế mà nó về 44 kiếp mà em không biết. Đúng là không phải chịu chứ này. Thế là sang trả nợ gì? Vâng, em còn nợ bác 5 triệu rồi. Này này. Ông nghĩ lại ngay nhá. Nợ thì được phép nhưng mà không được phép mà từ 10 triệu mà chuyển đến 5 nhá. Ông nhớ lại nhá. Vâng, 10 triệu thôi rồi em thắng em sẽ trả bác đầy đủ không thiếu tí nào. Đấy, phải chuẩn chỉ. Này. Sai vay là không ổn đâu. Này bác ơi. Hả? À? Này. Chỗ còn biết mấy chục năm với nhau rồi. Ừ. Em hỏi bác nhá. Em chẳng thấy bao giờ bác thua. Nhà giàu sụ thế này. Ừ. Thế đấy chú thấy không? Người ta bảo gần mực thì đen mà gần đèn thì dạ. Chú phải gặp anh. Đi nghe mấy cái thằng vớ va vớ vẩn đánh trượt là phải. Thế bây giờ anh nói với chú thế này. Mà xui em con đi. Chú bình tĩnh. Hôm nay quyết định ngắt thằng chủ ra làm đôi cho chú kéo. Bác cho em kéo. Được không? Được không? Rồi bác ơi. Các cụ nói là trăm bó đuốc kiểu gì cũng bắt được con ếch. Đấy. Thôi, chăm sự em lạy bác. À, bác cho em bắt được con ếch. Anh nói chú biết vừa rồi, cái dây vừa rồi là anh cũng là đã nuôi rất lâu rồi, là cái con 72. Con 72? Ừ. Thế nhưng mà chắc chắn là hôm nay anh khẳng định là nó sẽ về con 72. Này. Chắc chắn nó nổ à? Hôm nay anh quyết định nhá, thì là sẽ cho chú chung với anh. À, anh em mình cùng phối kết hợp thành coi như là hai ông chủ gộp lại nhá. Quánh nhưng mà... Tất tay luôn. Bác ơi. Hả? Nhà em cạn hết rồi. Cạn? Còn cái sổ đỏ. Hả? Em giấu bà vợ em mấy năm nay cái quyền sổ đỏ này. Ừ. Đặt luôn. Nếu như cái sổ đỏ nhà chú thì đặt khoảng được khoảng bao nhiêu? Em đặt. Em đặt. Biết nhất. Cũng phải là 200 triệu. Liệu có được không? Được chứ thì sao không được? 200 triệu phải không? Đây này. Ôi trời, cái đồng hồ này của chú, ai người ta đeo lạc hậu. Dù rách đi. Bác là vớ vẩn nhờ. Thôi anh cứ cầm tạm cho chú 5 triệu. Thôi 10 triệu đi bác. Thế này thì đằng nào đi. Xong rồi bác cầm chú đánh thắng rồi thì lúc đó rồi ta tính sau. Chú về chú đặt cái sổ đỏ lấy 200 triệu mang sang cho anh. Vâng. Anh em mình gộp vào có nghĩa là 400 triệu. Thì vị chi tối đêm hôm nay anh em mình sẽ có 272. Với tình hình giao thông tắc nghẽn thế này, mua hẳn trực thăng khỏi lo tắc đường. Nha, yeah, ok bảy luôn nhá. 72. Cái thằng cha này công nhận cũng giỏi. Tỉnh táo phết. Đập sổ đỏ 200 triệu nói mãi mà nó cũng chỉ đầu tư có 20 triệu. Rồi. Đây. Phỗng này dậy đi. Đây lên dậy. Ra làm ít cháo lòng tiết canh mang về đây nhé. Bố con mình ngồi nhậu nhẹt. Chúc mừng vừa làm được cả hàng xóm với 20 triệu xong. À, mà này. Bố để ở đầu giường nhẫn dây chuyền đồng hồ của bố. Mày có cất đi cho bố không? Có. Ừ, vào lấy cho bố. Con cất vào con 72 dạ. Về mò rồi. Thôi chết rồi. Thế mày cũng tham gia vào đề đóm đấy à? Hả? Dạ. Ôi tôi chết rồi. Thế nên mày đặt hết cả đồ của bố rồi à? Dạ, tất cả tại bố ạ. À. Tại bố là thế nào? Thì hôm qua con nghe thấy bố nói chuyện với cả chú Bách kìa. Là đánh bạch thủ con 72. Con nghe thấy được. Thế là con lấy đồng hồ nhẫn dây chuyền của bố với cả cái sổ đỏ nữa, dồn hết lực của con 72 rồi bố ạ. Tôi chết rồi, mỗi rồi, ôi con ơi, con mày giết bố mày rồi. Rồi, tất cả đổ xuống sông xuống biển rồi. Ôi giời ơi là giời ơi, đúng là con ngoan không lạ được với giời, thằng ngu. Mày giết bố mày rồi. Ôi giời ơi, bà làm cái gì mà cứ lạch cà lạch cạch thế, sốt hết cả ruột như này. Ôi giời ơi. Này, tôi nói cho ông biết nhá, hôm nay kiểu gì là con trai mình cũng đưa bạn gái về, không việc gì phải sốt ruột cả nhá. Tôi đã giao hẹn nó rồi, ngày 15 tối này nó mà không đưa bạn gái về nhá, tôi tống cổ nó ra khỏi nhà. Bà chốt hạ nó thế rồi chứ? Tôi chốt như thế rồi. Bố mẹ ơi. Hả? Nó về. Nó về đấy. Ừ.
Ý, còn nó về đấy, ba ra bảo nó ra đi. Con chào bố mẹ. Nó đâu? Rồi, bố mẹ phải bình tĩnh. Mẹ hồi hộp. Số thích cả ruột. Nhưng mà hồi hộp quá. Đến rồi, đang đứng ở ngoài kia. Nhưng mà con vào đây con dặn trước bố mẹ. Như thế nào? Cô gái lần này con dẫn đến ấy là khác những lần khác. Tốt. Mỏng manh dễ vỡ. Quá hay. Dịu dàng thùy mị. Chuẩn luôn. Thế nên là bố mẹ mà nói to là cô ấy ngất đấy. Ôi trời ơi, hay quá. Thế là ý con là cái cô người yêu của con là rất nữ tính đúng không? Ôi trời ơi. Mỏng mày hay hạt. Vâng. Nói tóm lại là con người yêu của con lần này là ngon. Ngon. Ôi trời ơi, hay quá. Thế bỏ ra đi. Rồi đây. Cứ ngon là bố thích. Không cần đấy. Không cần đấy hả? Ba ra đón. Cứ ngon là bố thích con ạ. Tèn 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 tèn. Thôi. À, thế. Bác ạ. Con ngồi xuống đi. À, cái gì đấy? Giật. Không phải là giật. Không, trộm vía tay nó to nhỉ. Dạ. Mẹ ơi, nhà bạn gái con là gần cái chỗ phòng tập gym. Dạ. Bạn con thì làm cái nghề là lau tạ. Hóa ra là sao? Hóa ra là bài tập thể lực. Dạ. Con ngồi xuống con. Vâng, bác thông cảm ạ. Con là con nhà nông chỉ thích đặt đất và đóng gạch cả. Cái gì đấy? Nó cắn à? Sao lên mày? Không. Nó nhiều lông quá. Ôi giời. Dạ, mẹ ơi, không phải đâu. Hả? Bạn gái của con tuổi thân. Dạ. Tuổi thân nhiều dạ. Một chút mà. Dạ. Bác thông cảm ạ. Dạ không sao. Thế con cứ ngồi xuống đi. Vâng. Bác nhà mình có cái gì uống không nhỉ? Uống à? Ủa thế con uống gì? Uống gì con? Uống gì? Dạ, thôi bác cứ cho con cút rượu ấy. Ủa. Mẹ ơi, bố mẹ ơi, dạ không. Uống rượu con đưa to bụng ạ. Dùi ơi, không phải. Em mới nhắc khéo con, dạo này con uống nhiều rượu quá. Vui nhở. Thế con tên là gì để bác còn dễ gọi? Dạ, con tên là Dương ạ. Trời ơi, tên như là Nông Dương ạ. Không, tên như là Nông thì không vấn đề gì cả. Thực ra là tên thì nó, con gái thì nó rất là khỏe mạnh. Mà tôi vừa rồi tôi có xem phong thủy cho cái con này rồi. Tôi thấy là hông nó rất tốt rồi. Hông nở, ngực nở. Cái này là rất là đẻ là rất mắn. Nhưng mà tôi đang phân vân ở hai cái chỗ. Tôi sợ sau này là cháu của mình nó sẽ giống ở đấy thì cũng hơi dở. Giống cái gì? Thứ nhất là chân nó có lông. Thứ hai là cái chỗ hét là nó có lông. Thế liệu rằng sau này cháu mình đẻ ra nó có lông không? Ôi, nó tuổi thân cho nên là nó có lông là chuyện bình thường. Mình để con tuổi khác quá. Tức là cái đấy thì xử lý được cái gì? Được. Tinh thần là tôi quyết rồi đấy. Ơi, nàng dùng số nào nhỉ? 6 6 7 7 0 2 8. Alo. Em đi làm về chưa? Em đi làm về rồi. Ôi ôi, how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine. Em ơi. Dạ. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Anh rất là muốn đi chơi với em. Đi chơi bây giờ á? Ừ. Nhưng mà phải để cho em suy nghĩ một tí đã. Em suy nghĩ làm cái gì? Thôi được rồi. Tại vì hôm nay đẹp trời nên em phá lệ đi nhá. Rồi ok. Thế nhưng mà bây giờ mình gặp nhau ở đâu? Thế em đang ở đâu? Em á? Em đang ở công viên Hà Đông này. Đang ngồi ở ghế đá số 69. Ôi dồi ôi, chuẩn cơm mẹ nấu rồi em ơi. Tình cờ quá, bất ngờ quá. Anh cũng đang ở ghế đá công viên. Ở số ghế 96 này. Ôi trời ơi. Đảo ngược lại. Anh đang ở đâu? Em luôn. Đây này, chờ anh tí nhá. Anh ra luôn nhá. Tưng tưng tưng. Em, anh đến rồi. Ôi Hòa,
Ê, tặng em à? Tặng em. Hoa đẹp thế. Hoa đẹp lắm. Hoa này đẹp như là bà anh ấy. À không, à đẹp như là em. Em đẹp hơn ý. Em bảo này. Anh có thấy ở đây mát không? Ở đây là công viên mát lắm. Anh có thấy ở đây thoáng không? Ở đây thoáng mới thở chứ. Thế nhưng mà nhá, em còn biết một chỗ nhá, mát hơn này, thoáng hơn này, để tạo không gian riêng tư cho hai đứa mình tâm sự. Để... đi đi. Có người đi tập thể dục. Mà người ta đi anh xấu hổ lắm. Anh biết rồi. Ý em muốn nói là đi ra bờ đê gì? Không phải bờ đê. Cái bờ đê mát hơn gì nữa. Thế nhưng mà bờ đê không có điều hòa. Em thích cái chỗ mà nó có điều hòa nhá. Xong rồi là có hai đứa mình nhá, ngồi tâm sự nhá, mà chỉ là cái không gian riêng tư nho nhỏ của hai đứa mình thôi. Anh biết rồi, đây gì, em muốn mua điều hòa gì. Đây này, điều hòa đây à. Đại hạ giá siêu thị điện máy này, anh đưa em đi mua cái điều hòa đại hạ giá này, đi ngắm luôn. Cũng bảo là đi mua nhưng mà toàn thấy đưa người ta ra đấy ngắm thì có mua được cái nào đâu. Nhưng mà hôm nay người ta không thích đi ngắm điều hòa, người ta thích đi chỗ khác cơ. Đi chỗ khác à? Ừ. Hiểu rồi. Thế là em muốn ra quán cà phê hai đứa vừa xem điều hòa xong là vừa uống cà phê tâm sự gì. Không phải là quán cà phê. Quán cà phê bao nhiêu người ngồi trong đấy làm sao mà tâm sự được. Cái chỗ nào nhá? Này, mà để tâm sự cái chuyện của hai đứa mình ý. Cái à chuyện này, thôi ngay đây nhá. Thế bây giờ em định sư nào? Em định làm sao? Này anh nói cho em biết nhá, anh là một người sống rất là tình cảm nhá. Anh là người có điều kiện, nhưng mà không phải là bao cả quán để ngồi tâm sự với em. Như thế nó lãng phí, hiểu chưa? Nhá. Thế nên em làm sao? Em khóc gì? Đã thế nhá, thôi tôi đi về. Mắt nàn người ta thế này à. Thôi nín đi nhá, nín đi cho dễ thương. Thôi thôi. Thế là em muốn đi đâu? Người ta đã bảo là người ta muốn đi ra một cái chỗ riêng tư nhá, mà có hai đứa mình thôi để tâm sự cái chuyện thầm kín ấy. À. Rồi, được rồi. Nha. Hiểu chưa? Anh hiểu rồi. Thế bây giờ đi đâu? Thì hai đứa mình đi ra sở thú. Sở thú hay mà. Ê! Con này đen lắm rồi đấy nhá. Đồ thần kinh. Đồ tớ ơi. Bây giờ không có hiểu được gì nữa. Đi về. Về thì về. Này, tôi biết thừa là cô định dê bệ tôi đi xem phim mà. Định lợi dụng thằng này á. Đừng có mơ nhá. Đừng có mơ. Mời vào. Bác sĩ ơi. Ông bị làm sao? Bác sĩ ơi, em bị... chả giấu gì bác sĩ, em bị mất ngủ. Mất ngủ à? Dạ vâng. Dạ, không ngủ được. Thế... bây giờ thế này. Dạ. Buổi tối trước khi ông đi ngủ ấy, dạ, ông uống cho tôi một cốc sữa hoặc ăn một trái táo. Ok. Năm ngoái cũng ở cái bệnh viện này, cũng ở cái bàn này, em ngồi ở đây, bác sĩ đây lại bảo em là trước khi đi ngủ không được ăn một cái gì. Cứ đem thực hiện thôi. Ông này buồn cười nhỉ. Từ năm ngoái đến năm nay y học đã tiến bộ vượt bậc bao nhiêu rồi chứ. Năm ngoái thì bác sĩ giải thích nhờ, y học đã là đứng trên đỉnh cao của nhân loại rồi. Thế mà năm nay là còn tiến bộ thêm một bước nữa thì lên đến giời à? Ôi trời, cứ ông lằng nhằng quá. Tôi phổ biến thế nào, ông thiếu cũng thế mà ông làm nhá. Thôi được rồi, em đã vào đây thì bác sĩ bảo sao em nghe vậy. Thế bây giờ cái bệnh của em là nó bị mất ngủ trầm luân. Trầm kha. Trầm kha lắm bác ạ. Đây này. Làm nào? Dạ. Xem như là cái CT thì chụp ấy. Chụp cái gót chân của ông thôi mà đã thấy thiếu chất tan anh rồi. Sao lại thiếu cái chất sa tanh là thế nào bác? Tan anh. Tan anh tức là nó là vỏ của các loại trái cây ấy. Hỏi bác sĩ thế này, khí không phải. Em ở quê mùa thì em cũng chẳng biết cái chất gì vào cái chất gì đâu. Nhưng mà tại sao em mất ngủ thì lại chụp cái gót chân của bác? Tại vì cái gót chân nó liên quan tới cái thần kinh, hiểu không? Cho nên là bây giờ này, thế nào? Anh cứ nghe tôi. Dạ.
Về nhà anh chịu khó ăn các hoa quả. Vâng. Nhưng mà cấm được gọt vỏ, ăn tất. Bác sĩ xui. Xui gì thì em nghe. Bác sĩ xui thế để cả làng nó chửi em à. Chuyện cả sao? Làng nhà em nhé, nó chửi những thằng nào ăn tham như là ăn khoai cả vỏ, ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột nhá. Thôi, rất là mình ngủ. Thế có muốn khỏi không? Chót đóng viện phí thì thôi. Được rồi, bác bảo thế nào em nghe thế. Vậy về nhà, anh ăn cho tôi các loại hoa quả, không được gọt vỏ. Nhá, ăn tất. Tất cả hoa quả, không được gọt vỏ. Đúng thế. Ăn thì sao ạ? Ăn hết. Ăn hết. Thôi được rồi. Em về đây ạ. Ở này. Dạ, em về đây ạ. Nhớ ăn cả vỏ nhá. Vâng. Ôi trời ơi bác sĩ, ôi trời ơi bác sĩ. Anh này đến rồi đó. Thế nào? Đỡ mất ngủ chưa? Dạ báo cáo bác sĩ, mất ngủ thì đỡ đôi chút. Nhưng mà bây giờ nó lại chuyển sang là đau răng. Đau hết cả mồm mà đã đau răng thì nó lại mất ngủ tiếp bác sĩ ạ. Anh vẫn nghe lời tôi đấy chứ, tức ăn các loại hoa quả, ăn cả bò cơ mà. Tất cả các loại quả có màu xanh em đều ăn cả vỏ tất. Tốt. Đầu tiên là dưa chuột này. Tốt. Với lại táo này. Tốt quá. Tốt quá. Ăn ngon. Thế sau đó em ăn đến quả gì? Quả hơi khó tí là quả na. Quả na. Em ăn cả vỏ. Nhưng mà em vẫn quyết tâm em ăn được. Còn quả khó nữa cơ. Quả gì? Là quả dưa hấu. Dưa hấu. Vâng. Thế mà em vẫn ăn được cả vỏ. Ăn được cả vỏ. Còn một thứ quả nữa. Vỏ xanh ngát. Mà em chiến đấu gần một năm nay, đi hết cả hàng tiền đạo mà em mới chinh phục được một nửa. Tóm lại cái quả là quả gì? Báo cáo bác sĩ, quả dừa. Ôi trời ơi, 101 ngày mà không có cái vụ nào ra ngô ra khoai. Thế này sập văn phòng đến nơi rồi. Bác ơi, sập cái gì đấy ạ? Sập phòng nào sập hả bác? Sập có sập gì đâu. Có việc gì đấy? Cô gái mảnh mai này rồi bác hồn. Dạ. Thế cả bác có việc gì? Dạ thưa bác, chả là thế này ạ. Theo cháu được biết thì bác là một luật sư rất là công minh ạ. Thế nên là cháu muốn đến đây để bác tư vấn cho cháu ạ. Thưa bác, cháu muốn hỏi là một chàng trai mà đã hứa hôn với một cô gái thì anh ta có quyền được rút lại lời hứa đấy không ạ? Cô gái ấy là cháu chứ gì. Về mặt pháp lý mà nói, anh ta không thể làm như vậy được. Trừ khi anh ta không còn yêu cháu nữa. Nhưng mà bác tin, với một người xinh đẹp như cháu thế kia, chắc là không có chuyện đó đâu. Dạ vâng ạ, không bao giờ có chuyện đó bác ạ. Anh ấy rất yêu cháu, yêu rất nhiều bác ạ. Nhưng mà bác ơi, giữa chúng cháu chỉ có một trở ngại duy nhất thôi ạ. Là trở ngại gì? Dạ, chính là bố anh ta. Thế à? Vâng ạ. Thế anh ta đến tuổi thành niên chưa? Dạ, anh ấy thành niên chục năm trước rồi ạ. Thế thì cậu ta có quyền tự quyết định. Bác ơi, nhưng mà ông ta sẽ tước quyền thừa kế của anh ấy ạ. Tước quyền thừa kế là thế nào? Không thể thế được. Đã là con trai thì bao giờ cũng có phần thừa kế của bố mẹ. Dạ bác ơi, nhưng mà người yêu của cháu sợ bố, sợ đến cái mức mà anh ấy sẵn sàng có thể từ bỏ cháu. Còn hơn là để cho bố anh ấy giận ạ. Thế thì không được rồi. Này, theo bác, cháu viết đơn kiện đi. Kiện được hả bác? Kiện được chứ sao. Này, chúng ta sẽ chứng minh rằng tình yêu chân thành của cháu đối với chàng trai đó nhưng bị từ chối, dẫn tới sức khỏe của cháu bị suy kiệt, thậm chí thần kinh nhiều lúc còn không ổn định nữa. Có khi cháu bị mất việc ấy. Mất việc ấy ạ? Dễ mất việc chứ sao nữa. Chính vì tình yêu của cháu, chúng ta sẽ thảo một đơn kiện. Lúc đấy chắc chắn là ông bố của anh ta sẽ trả một giá cực kỳ đắt. Được như thế hả bác? Bác sẽ giúp cháu thắng kiện. Này, bác nghe cháu nói nhá. Bác hình dung nhờ, cậu ta có một ông bố là keo kiệt, buồn xỉn này. Thậm chí là lúc nào mặt cũng khó đăm đăm.
Này, cháu ạ, theo bác ấy, cháu cứ thảo cái đơn đi, bác giúp cháu. Dạ thưa bác, hoàn toàn không phải thế bác ạ. Sao? Dạ, bởi vì cháu đã được gặp ông ta rồi và cháu thấy rằng ông ấy là một người rất dễ mến, rất phong độ và thật là tuyệt vời bác ạ. Cháu lại quá thương người rồi. Bác sẽ giúp cháu bắt cái lão keo kiệt đấy phải bồi thường cho cháu 200 triệu. 200 triệu ấy ạ? 200 triệu. Mà thôi, thậm chí 150 triệu cũng được, là cháu có thể tổ chức được đám cưới rồi. Dạ bác ơi, 150 triệu là quá nhiều ạ. Chúng cháu chỉ cần 100 triệu thôi ạ. 100 triệu thôi à? Giữa thời kỳ kinh tế khó khăn này mà sao cháu dễ dàng giảm nhanh thế? Thôi được rồi, bác sẽ là người đầu tiên đến chúc mừng đám cưới của cháu. Dạ bác ơi, chúng cháu chỉ cần 100 triệu để có thể trả tiền thuê nhà và mua một số đồ đạc cần thiết. Nhưng mà quan trọng nhất là bác hãy đưa cho chúng cháu 100 triệu sớm nhất có thể ạ. Bác đưa cho cháu 100 triệu? Dạ vâng ạ. Nói lại, sao lại là bác? Dạ thưa bác, cháu quên chưa giới thiệu với bác. Cháu ạ, chính là người yêu của con trai bác. Hả? Và con trai bác chính là chồng sắp cưới của cháu ạ. Ô chê. Ôi mẹ em ơi, bao nhiêu quán cà phê đẹp cũng ngồi ra gia đình ngồi mũi hốt hết cái chân anh. Anh ơi. Gì? Anh có nhớ mai là ngày gì không? Mai? Mai là ngày mai. Anh không nhớ thật đấy à? Ghét. Ok, từ từ đã, để anh nhớ đã. Nóng thế. Ngày mai á, ngày mai sinh nhật em thì không phải này, sinh nhật anh lại càng không này. Thế thì mai là cái gì? Chả là cái gì gì. Em cười. Mai là tròn 2 năm 9 tháng 10 ngày em nhận lời yêu anh. Một ngày quan trọng thế mà anh chẳng nhớ. Nhớ, nhớ chứ. Nhưng mà anh nói thật với em nhé, tất cả những ngày bên em đều là ngày quan trọng hết. Mà nhiều ngày quan trọng như thế là sao mà anh nhớ được chính xác. Thật hả? Thật. Nhưng mà... Nhưng mà ngày đấy là ngày quan trọng nhất, anh vẫn phải nhớ đúng không? Em yên tâm đi. Anh đã chuẩn bị sẵn một món quà để tặng cho em rồi. Một món quà tuyệt vời luôn. Anh đúng là hiểu em nhất. Ôi. Gì đấy? Anh nhìn kìa. Sao? Cái cô kia có cái đầm đẹp nhờ. Cô kia cái gì? À, ừ, đẹp thật đấy. Mà nhờ có cái đầm đấy mà cô ấy cũng đẹp lên đấy em nhỉ. Nhưng mà em của anh đẹp hơn cô ấy gấp tỷ lần rồi. Không cần mặc đầm đấy vẫn đẹp. Anh hả? Anh có thấy nhìn cô ấy sang hơn hẳn khi mà xách túi hàng hiệu kia không? Cái túi kia cái gì? Yến bảo là cái túi đẹp đúng không? Cô ấy đeo túi vào đẹp đúng không? Ý em là em không cần đeo cái túi đấy em vẫn đẹp hơn cô ấy gì? Anh hiểu em quá mà. Rõ ràng em rất đẹp. Anh này, hôm qua em mơ một giấc mơ lạ cực nhá. Em mơ thấy anh mua hẳn một cái nhẫn kim cương để tặng em đấy. Mua hẳn một nhẫn kim cương? Ừ. Mơ gì mà mơ lạ thế? Ừ. Em thấy giấc mơ lạ, không hiểu là có ý nghĩa gì nhỉ anh nhỉ? À, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Phương ơi, ôi chờ anh lâu không em? Ôi em thấy không, kỷ niệm 2 năm 9 tháng 10 ngày chúng mình yêu nhau đây là thời tiết đẹp không? Ôi trời ủng hộ chưa? Ôi trời ơi, đẹp quá. Anh ơi. Mà em đâu? Ôi giời, yên tâm. Làm sao anh quên được? Ừ. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Cảm ơn tí đấy nhá. Mở mắt ra. Em ơi, này này này, chào thân thiện, chào thân thiện này. Chào xin, à quên, xin chào. Ai đây ạ? Xin trân trọng giới thiệu, tôi là thầy bói Nguyễn Lớp kiêm phong thủy tảo. Cảm sao? Đúng rồi. Và bác nhớ quay. Em ơi, quà của em đấy, quà của em đấy. Sao anh lại tặng em thứ này? Này,
Thì hôm qua em mơ là anh tặng em kim cương đúng không? Em không hiểu là gì đúng không? Hôm nay anh đã tặng em một ông thầy bói, một ông siêu thầy bói để giải mã cho giấc mơ của em còn gì. Ôi giời ơi, không phải là như thế. Ôi giời ơi, chả nhẹ nhàng cái gì cả. Thế mà cứ nói là nên đèo người ta bằng siêu xe đi, thì cứ lao vào ổ voi ổ trâu dập hết cả mông. Trời ơi, dập mông nó mới lãng mạn. Này, thế là nhà em đây đấy à? Nhà đây chứ gì nữa. Em ơi đẹp nhỉ. Ừ, tôi đi vào. Ôi, từ từ. Làm gì? Anh bảo. Nhặt cành hoa anh cài mái tóc. Eo ơi, lãng mạn thế không biết gì. Xinh thế. Lãng mạn quá. Em anh bảo này. Mình đến với nhau cũng được hơn một tháng rồi. Anh đang tính có lẽ là vài hôm nữa anh sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ em cho chúng mình về ở với nhau một nhà. Em thấy thế nào? Eo ơi, ngượng chết lên được ý. Vừa mới quen nhau cũng chưa chi đã. Ôi trời, thôi gớm. Mình mà không cưới nhau nhanh nên là lên ông lên bà hết rồi đấy em ạ. Thì vậy thôi, thì tùy anh vậy. Thế anh quyết nhá. Thế để anh quyết nhá. Tối mai anh mời hai mẹ con em sang nhà anh ăn tối. Ôi trời ơi, yêu quá. Cho anh. Anh về nhá. Anh về nhá. Chim rừng ca trong nắng, im nghe, im nghe. Ve rừng kêu liên miên, cúc cu, cúc cu. Chim rừng ca trong nắng. Thôi, không cúc cu nữa đâu. Cứ để người ta đứng ngoài cửa bây giờ. Cửa có đóng đâu mà cứ đứng ngoài ấy nhỉ. Ô, thế cửa mở à? Ừ. Cứ đi vào đây. Mình. Ừ. À, mình ở nhà mỗi mình đấy à? Ừ. Thế anh cu đâu anh? Anh cu nào? Anh con trai mình ý. Hương buồn cười nhỉ. Gọi bố nó bằng anh, gọi con trai cũng bằng anh. Thế là cả nhà bằng nhau à? Em quên mất. Ừ, đợt tới là anh chuẩn bị giờ sang đặt vấn đề đấy. Đặt vấn đề gì? Hả? Đặt vấn đề với mẹ ấy. Mẹ nào? Mẹ của chúng mình ý, còn ai nữa. Ôi ôi, không được đâu. Mẹ em khó tính lắm. Anh mà sang nói chuyện mẹ em nhá, chỉ xin phép gọi là tìm hiểu qua lại thôi, có khi còn chả đồng ý. Chứ đừng có nói là đặt vấn đề lâu dài, mẹ em đuổi ra khỏi nhà luôn đi. Ôi giời ơi, không cho tôi cướp luôn. Hương này, anh bảo Hương có nhìn thấy gì không? Giò phong lan à? Không phải giò phong lan. Tất cả những cái cơ ngơi này sau này sẽ là của Hương hết. Thật không? Ừ. Thích ạ. Ngoài ra ấy, khi hai ta đã về một nhà rồi ấy, thì Hương sẽ là bà chủ của một đồn điền. Ôi, cả một đồn điền á? Ừ. Đồn điền gì? Một đồn điền rau muống. Tưởng cái gì? Thế mà cũng khoe. Hương lại không hiểu hết ý của anh. Tất cả sau này ấy, Hương chỉ được ăn rau sạch. Ê. Đúng là cái đầu kéo mồm. Ừ. Hương, chốt luôn trong hôm nay. Anh sẽ sang thưa chuyện với mẹ, rồi sau đó hai đứa mình sẽ cúc cu, cúc cu. Chim rừng ca trong nắng, im nghe. Im luôn, đi vào đây đu đưa. À mà tình yêu anh như sóng biển chiều hôm mà đã áo anh. Mi ơi, Mi. Ôi dồi ôi, Mi ơi, tình yêu của em. Yêu ơi. Hôm nay xanh đẹp thế. Được không? Được không? Đẹp lắm. Trời ơi, ra mắt nhà vợ là phải ăn mặc nó chỉn chu tử tế chứ. Yêu ơi, rất giống chú rể rồi đấy. Mà này. Cháu nhà mình đâu? Cháu nào? Con em ấy. Sao lại gọi là cháu? Phải gọi là con. Sưng dượng. Con sưng dượng à? Nghe ngượng chết đi được. Sau này mình về đây mình sống được, phải sưng dần cho nó quen đi. Rồi, rồi, rồi. Em dặn nhá, con bé nhà em nó cực kỳ khó tính. Nó rất thích ăn mạnh, nhưng lại thích nịnh. À thế à? Ừ.
Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Phải nịnh khéo vào, một lát nó ra đây phải nịnh vào, nhớ chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Để em gọi nhé. Ừ. Hương ơi, dạ, mang cái dạ ra đây Hương ơi. Dạ. Dạ, em chào anh ạ. Úi trời, anh đâu ở đây? Dượng tương lai đấy. Tình yêu của đời mẹ đấy. Cái gì? Dượng tương lai của con đấy. Úi trời ơi, mẹ ơi. Sao còn gì nữa? Chào chào Dượng đi. Chào Dượng đi nào. Dượng. Úi trời ơi, mình ơi, con nó chào mình được đấy. Con Dượng ấy à. Mình làm sao đấy hả? Mình làm sao? Lưỡi mình co à? Úi giời ơi đấy, con thấy chưa? Con đã làm Dượng bị chuột rút lưỡi rồi đấy. Mình ơi, mình rưỡi. Đấy, được chưa mình? Rồi. Đấy. Đỡ rồi mình. Rồi. Này, dạ. Con ngồi đấy à? Không đi cơm nước cho mẹ đi. Con xong hết rồi. Giời ơi, con xin phép mẹ tí. Alo, thưa gọi điện cái gì? Anh vào luôn đi. Cả nhà đang ngồi đây rồi. Có cả mẹ cả Dượng nữa. Thì hỏi nhiều thế nhỉ, đi vào luôn đi nhá. Này con ơi. Dạ. Ai đây hả con? Dạ hôm nay con cũng xin giới thiệu với cả nhà tình yêu của đời con đấy. Cái gì? Tình yêu của đời con á? Vâng. Từ bao giờ? Dạ cũng mới đấy ạ. Ôi trời ơi đấy, mình thấy chưa? Em ơi, già mình đúng là xong nghỉ lớp môn đấy. Dạ. Cả con cũng có mà cả mình cũng có đấy. Ôi, như thế này thì nó gọi là bị đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi, rất là tuyệt vời. Dạ. Dạ con chào mẹ. Cái bố, sao bố lại ở đây? Con sao mẹ đến đây làm gì? Thì hôm nay con hẹn bố là đi ra mắt nhà vợ với con cơ mà. Thế bố đi đâu đấy? Thì hôm nay tao cũng đến ra mắt mẹ vợ tao. Thế như nào? Mẹ vợ bố đâu? Đấy. Cái này như nào Hương? Mẹ bình tĩnh để con trình bày ạ. Đấy. Giới thiệu với mẹ và Dượng ạ. Đây là tình yêu của đời con ạ. Mẹ không có tình yêu thì báo gì ở đây nhá. Phản đối luôn nhá. Dạ mẹ ơi, mẹ phản đối đã muộn rồi ạ. Làm sao? Sao ạ? Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi. Gạo nếp đã nấu thành xôi rồi mẹ ạ. Nghĩa là như thế nào? Dạ, Hương đã có bầu 3 tháng rồi. Mình ơi. Bố ơi, bố. Thế con có ý kiến là như thế này nhá. Làm sao? Thế thì bây giờ bố và Hương có con. Ừ. Thế thì con phải gọi nó là cái gì ạ? Làm sao mà mình phải hỏi? Có thế mà mình cũng không suy luận ra. Con của con Hương với lại ông này phải gọi mình bằng ông ngoại và phải gọi em bằng bà ngoại. Không không ạ. Sao mình được con mẹ em? À cho con xin lỗi ạ. Dạ thưa với mẹ là con của con với Hương thì đương nhiên gọi con trai của con là anh thôi ạ. À. Sao mình sao lại là anh được cổ? Con là Dượng mà của vợ bố mà. Nhưng mà vợ tao là gì của mày cơ mà. Con không cần biết nhưng đây là vợ của con và đây là con gái của vợ con. Thôi không nói nữa. Tóm lại tôi phản đối. Mẹ, chẳng lẽ mẹ lại nỡ lòng nào mẹ bỏ cháu ngoại của mẹ đi hay sao? Mình ơi, em cũng không nỡ bỏ cháu ngoại của em. Thế thì tóm lại nó bây giờ phải gọi bằng cái gì?